Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình Y Network đến với các bạn. Thì Y Network đã chính thức vượt qua 1.200.000 block. Vì thế là cái sự kiện tiền Golden Age Testnet với phần thưởng là 4 triệu token Y chia đều cho tất cả các block đã chính thức kết thúc. Mình cũng chúc mừng những bạn đã tham gia vào sự kiện tiền Golden Age Testnet vừa qua. Thì cái phần thưởng của các bạn sẽ được tính như sau. Cứ mỗi block các bạn đào được trong cái sự kiện tiền Golden Age Testnet thì các bạn sẽ nhận được 0.76 token Y. Nói đơn giản hơn đó là cứ 1.000 block các bạn đào được thì các bạn sẽ nhận được 760 token Y. Rồi thì hiện nay thì chúng ta sẽ chờ đợi trong thời gian ngắn sắp tới đây, chúng ta sẽ chuẩn bị tham gia vào cái test net tiếp theo của Y Network, đó là Golden Age Testnet. Thì mình cũng không rõ là trong Golden Age Testnet thì chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì để chúng ta có thể đào được có phần thưởng hay không. Hay là ở trong cái sự kiện Golden Age Testnet chúng ta chỉ trải nghiệm những cái DApp ở trên Y Network mà thôi. Thì những cái đó thì mình cũng không biết. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những thông tin chính thức từ Y Network. Thôi, cảm ơn các bạn đã cùng mình tham gia đào cái sự kiện tiền Golden Age Testnet vừa qua. Chúc mừng cho mình cũng như chúc mừng cho các bạn đã kiếm được cho chúng ta những cái phần thưởng xứng đáng trong thời gian vừa qua. Rồi, chúng ta hãy cùng chờ đợi trong quý 2 năm 2024 này YMNet để chúng ta có được một chút thành quả được quy ra tiền. Mình sẽ dừng video ngắn của mình về cập nhật tình hình Y Network đến với các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.